thông minh hơn, an toàn hơn. Tính năng kết hợp Kia Link kết nối thông minh vượt trội, giải pháp dịch vụ hậu mãi, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số. Đầu tiên, khách hàng cần cài đặt ứng dụng Kia Link thông qua Google Play hoặc Apple Store. Hoàn thành các bước đăng ký tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng theo hướng dẫn. Thực hiện 4 bước thao tác xác nhận trạng thái với xe theo hướng dẫn hiển thị trên ứng dụng. Lưu ý, các thao tác xác nhận sẽ được thiết lập ngẫu nhiên tại mỗi thời điểm đăng nhập để tối ưu hóa độ bảo mật. Giờ đây, bạn đã có thể sử dụng các tính năng thông minh của Kia Link để làm chủ chiếc xe ngay trên điện thoại của bạn, kiểm tra và phát hiện lỗi kỹ thuật của xe để có thể thông báo kịp thời cho chủ xe. An tâm hơn khi hệ thống tự động gửi tin nhắn khẩn cấp trong 15 giây vị trí của xe khi xảy ra sự cố hoặc va chạm tới danh sách 5 số điện thoại được thiết lập trước đó. Khi xe xảy ra sự cố trên đường, khách hàng có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách gọi đến hotline của đại lý gần nhất. Ngoài ra, tính năng này cũng giúp hỗ trợ lưu lại hình ảnh sự cố để phục vụ quá trình thẩm định, xác nhận bồi hoàn với công ty bảo hiểm. Khách hàng có thể chủ động theo dõi những thông tin như chi phí nhiên liệu, chi phí cầu đường, chi phí đổ xe, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và các chi phí khác. Tính năng này tự động kích hoạt từ khi xe bắt đầu di chuyển tới khi động cơ dừng hẳn. Khách hàng có thể tra cứu thông tin vận hành của xe theo thời gian thực như tốc độ, quãng đường di chuyển, số lần phanh gấp và thành tốc đột ngột. Khách hàng Kia được trải nghiệm tính năng đặt hẹn dịch vụ trực tiếp thông qua ứng dụng di động Kia Link, dễ dàng tìm kiếm thông tin về đại lý gần nhất. Ngoài ra, khách hàng có thể tra cứu lịch sử dịch vụ và các mốc bảo dưỡng tiếp theo. Bên cạnh đó, Kia Link còn có chức năng điều khiển từ xa, giúp khách hàng hoàn toàn có thể chủ động khóa và mở cửa xe, khởi động và tắt động cơ, điều chỉnh nhiệt độ, bật chức năng sấy kín. An toàn, an tâm, thông minh, tiện dụng. Kia Link, tính năng kết nối thông minh.